Bạch Trân Sư Phụ, thì có trong chương trình lúc nãy thì phần lớn các bạn có leo lên các ứng dụng của mạng xã hội để mình sử dụng để tu học và chia sẻ Phật Pháp online. Thì đây thì kính trình Trân Sư Phụ có vài lời hướng dẫn và định hướng chung cho các bạn về cái việc mà tu học và cái việc mà chia sẻ Phật Pháp trên các mạng xã hội. Về nhu cầu chia sẻ những điều hữu ích đó, nó vừa là cái quyền và vừa là sự quan tâm hữu ích của chúng ta cho cộng đồng. Do đó khi các bạn mở một tài khoản trên Facebook và YouTube thì thầy khuyên các bạn đó cũng nên nghĩ đến yếu tố kinh tế chia sẻ, shared economy, cho là đăng ký hợp đồng với YouTube đàng hoàng để những clip hay có nội dung cao quý, trong sáng, mang tính giáo dục và hữu ích đó, của các bạn không chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin mà còn có thể giúp cho các bạn có thêm những cái khoản thu nhập hữu ích để trang trải cho các sinh hoạt phí và việc học. Điều hai, đừng bao giờ để đồng tiền chi phối mình, dẫn đến tình trạng mờ mắt để bất chấp luật pháp, chà đạp nhân phẩm và trở thành một kẻ tội phạm bởi việc đưa tin giả, hot, thu hút người để câu view. Là Phật tử thì chúng ta phải chấp nhận thà giàu ít, giàu chậm, nhưng mà những gì mà chúng ta thu nhập được á phải là hợp pháp, hợp đạo đức, không trái lại với lương tâm, và nó có nhân quả lành chứ không phải là nhân quả xấu. Điều ba, các bạn phải xem mình có trách nhiệm và thương cảm những người chưa phải là Phật tử, cũng từng khổ đau, gặp những nhiều trở ngại, bí lối, cho đến lúc trở thành Phật tử, gặp được chân lý Phật, các bạn giải quyết được các vấn nạn, thì những người khác cũng có nhu cầu trợ giúp giống như mình lúc mới bắt đầu mò mẫm, tìm kiếm, không biết đâu là đúng, không biết đâu là sai. Thì các bạn hãy nghĩ dưới góc độ đó để sử dụng truyền thông mạng xã hội nói riêng và internet nói chung đó, nó hướng đến cái mục đích này. Ngoài cái việc mà các bạn có thể tìm cái thu nhập từ cái kinh tế chia sẻ trên mạng xã hội, do đó khi nghe một bài giảng hay, đọc một quyển sách nói, nghe một quyển sách nói Phật pháp hay, đọc một quyển sách nghiên cứu Phật học hay ứng dụng Phật học hay, hay là những cái câu chữ nào đó hay có giá trị giáo dục cao, các bạn nên chia sẻ. Và phải hiểu luật để chia sẻ hợp pháp. Chứ ta làm video clip rồi mình cướp về đưa lên mình nói cái của mình làm là phạm pháp, là vi phạm tác quyền. Cái kênh YouTube của các bạn có thể bị đóng vĩnh viễn. Và Facebook cũng tương tự như vậy. Thì vậy khi mà mình sử dụng xe lại, xe thì nó đơn giản rồi, dán cái đường link vào thì nó xuất hiện cái góc thôi. Còn khi mà mình lấy lại bằng cách download rồi lấy clip đó đưa lên mạng của mình thì phải ghi rõ credit ở trong tiếng Anh, nếu cái nguồn đó là nguồn tiếng Anh, thì để lại cái xuất xứ của cái Facebook đó hay là trang web đó. Còn trong tiếng Việt đó, thì mình để là nguồn hai chấm ghi ra, người ta có thể bấm vào nó xuất hiện cái link gốc, file gốc. Chứ đừng có ghi một cách nó tào lao như ở Việt Nam hiện nay, cái gì cũng để chữ sưu tầm ST. Đang khi người ta có tên đàng hoàng, mình xóa cái tên ra ra cái mình để chữ sưu tầm. Điều cuối cùng ấy, là từ thời điểm này cho đến thời điểm ở trong tương lai nào thì mình chưa xác định được. Khi mà YouTube, Facebook, mạng xã hội cho phép không dùng tên thật, địa chỉ thật để đăng ký các account,
để chịu trách nhiệm tính pháp lý về các hành xử và truyền thông của mình trên internet và mạng xã hội, thì chúng ta phải tự làm chủ bản thân mình. Chờ đến giai đoạn đó nó lâu lắm, Facebook nó trở thành như một đế chế chi phối hàng trăm quốc gia, và nó vượt lên trên luật của nhiều quốc gia. Google, YouTube cũng vậy, nó tạo ra một cái đế chế mới về truyền thông và chi phối cái sức mạnh trên toàn cầu, mặc dù đó là sức mạnh mềm, ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, mà nhất là ảnh hưởng đến kinh tế. Khi chỉ cần một cái thông tin nào đó cung cấp bất lợi thôi, thì cá nhân và tập thể đó trên chứng khoán có thể phá sản. Không đơn giản đâu. Như cái vụ mà giải cứu đội bóng lợn rừng ở tại Thái Lan, tỷ phú Mỹ có những cái phát biểu không thích hợp, trong vòng 3 ngày thôi ông ấy mất hết mấy tỷ Mỹ kim à, trên thị trường chứng khoán. Thì sau đó ông phải xin lỗi. Chứ nếu không xin lỗi ông thì cái chứng khoán của ông nó sẽ bị tuột dốc nữa, không phanh. Cái tương tác, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này có, cái kia không, cái này không, cái kia có, theo quy luật nhân duyên mà Đức Phật nói, nó rất chuẩn xác 100% trong cái thế giới mạng, và tác động đến thế giới thật của con người về phương diện luật pháp và kinh tế, rất là phức tạp. Cho nên chúng ta phải có ý thức trách nhiệm về những gì mình viết, mình nói, mình chia sẻ, mình đưa tin, mình sản xuất trong thế giới mạng. Nói chung nó không đơn giản chỉ là giải trí mua vui nhất thời đâu, nó liên hệ đến tính pháp lý và nhiều yếu tố khác, thì chúng ta phải hết sức tỉnh táo về vấn đề đó. Kính bạch trên sư.